Vào thập niên 90, có một nhạc tập được phát hành dưới dạng đĩa bao gồm 10 ca khúc, và đó chính là Mưa Bụi, tuyển tập âm nhạc đã sống cùng hơn một thế hệ khán giả. Tất cả các thần tượng đó sẽ có mặt tại sân khấu Ký Ức Ngọt Ngào. Các bạn hãy cùng đón xem họ là ai. Và khách mời tham gia cùng chương trình đó là ca sĩ Phương Mỹ Di và ca sĩ Hồ Văn Cường. Đồng hành cùng MC Nguyên Khang là Á Hậu Hà Thu. Nguyên Khang cùng với Hà Thu xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Ký Ức Ngọt Ngào. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 9 chương trình Ký Ức Ngọt Ngào sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau, thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.